chưa hết bàng hoàng về vụ 4 tiếp viên, sách tay 11,48 kg ma túy. Mới đây, dư luận tiếp tục sửng sốt trước thông tin, lực lượng an ninh sân bay Đà Nẵng vừa phát hiện súng tự chế và đạn trong một kiện hàng gửi ra Hà Nội. Chiều 19 tháng 3, Trung tâm An ninh Hàng không, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết, đã bàn giao vụ việc phát hiện kiện hàng ở sân bay chứa súng tự chế cho Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu tiếp tục điều tra. Trước đó khoảng 6 giờ 20 phút ngày 14 tháng 3, trong quá trình giám sát màn hình máy soi chiếu tại nhà ga hàng hóa, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhân viên an ninh sân bay phát hiện một kiện hàng có linh kiện rời của súng tự chế bằng kim loại. Qua kiểm tra, linh kiện này lắp lại thành một khẩu súng hoàn chỉnh và đi kèm là hai viên đạn vỏ bằng đồng còn nguyên hạt nổ bên trong có thuốc. Theo trung tâm an ninh hàng không, kiện hàng này được một nhân viên giao hàng tên là PTT, sinh năm 1973 thường trú tại thanh khê gửi từ đà nẵng ra hà nội trung tâm an ninh hàng không đà nẵng sau đó đã lập biên bản vi phạm đồng thời chuyển hồ sơ và tăng vật cho công an phường hòa thuận tây điều tra theo thẩm quyền